phương pháp giúp cho bạn có thể cải thiện từ một túi tiền xẹp lép trở nên căn phòng và giúp cho bạn gia tăng tiền bạc một cách rất là dễ dàng mà ai cũng có thể thực hiện được. Có bạn nào đang gặp vấn đề không lưu thông về tiền bạc hay không ạ? Có nghĩa là có tiền rồi lại hết tiền, rồi cũng có đi làm kinh doanh nhưng tới tháng cũng không thấy tiền đâu. Gặp cái tình trạng là đầu tháng có tiền, cuối tháng lại hết tiền. Luôn luôn cảm thấy mình là thiếu thốn, mình không vui vẻ, mình không hạnh phúc. Thậm chí là những cái mối quan hệ của mình cũng không được vui vẻ, không được hòa thuận. Sức khỏe thì cũng không có được tốt luôn. Bạn có biết lý do tại sao không? Đó là bạn đang thiếu vắng đi lòng biết ơn về tiền bạc của bạn rất là nhiều. Có rất là nhiều anh chị đã hỏi My làm như thế nào để gia tăng tiền bạc và khai thông được cái dòng tiền của mình. Thì My sẽ chia sẻ cho bạn ha. Bước thứ nhất là bạn phải xây dựng được mối quan hệ đối với tiền bạc. Bạn phải biết ơn đối với tiền bạc của mình thông qua những cái thói quen như sau nha. Thói quen thứ nhất là bạn phải xây dựng được mối quan hệ với tiền bạc. Nếu như mà bạn cứ mãi lo lắng nè, sợ hãi, ganh tị, đố kỵ và thất vọng về tiền bạc thì bạn đang khiến tiền bạc nó lánh bạn xa hơn thôi. Cảm giác thiếu thốn thì sẽ tạo ra cái sự thiếu thốn. Cảm giác dư dả sẽ tạo ra cuộc sống dư dả. Và thói quen thứ hai là bạn hãy biến mình trở thành một cái thỏi nam châm thu hút tiền bạc mọi lúc mọi nơi. Có hai nhóm người, một là nhóm người không nhiễm từ và một là nhóm người nhiễm từ. Những cái người nhiễm từ á là đi tới đâu họ cũng thu hút tiền bạc, họ cũng thu hút quý nhân, họ cũng thu hút đối tác. Còn những người không nhiễm từ á đi tới đâu thì họ xua đuổi tiền bạc tới đó. Sẽ ra sao nếu như bạn là người không nhiễm từ mà cứ cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày? Thói quen thứ ba là rèn luyện cho mình cái khả năng tập trung vào số tiền mà bạn mong muốn. Lúc nào bạn cũng muốn là mình có được nhiều tiền bạc nhưng mà bạn không bao giờ tập trung vào số tiền của bạn muốn. Và đây là cái thói quen giúp cho bạn thu hút đúng cái số tiền bạn muốn, đúng cái số tiền bạn cần. Thói quen thứ tư là bạn phải biết sử dụng những cái suy nghĩ và cảm xúc của mình để mà chuyển hóa những cái năng lượng không tích cực thành năng lượng thu hút tiền bạc. Thì luật hấp dẫn, cái gì giống nhau nó sẽ thu hút lẫn nhau. Nếu như bạn không có được cái tần số thu hút tiền bạc thì tiền nó cũng không thể nào nó ở bên cạnh bạn được. Cho dù bây giờ bạn có làm việc chăm chỉ, có làm việc cần mẫn, có làm việc vất vả đến mức nào đi chăng nữa. Và thói quen thứ năm là bạn hãy học cách hòa hợp, nuôi dưỡng cái con người phi thường bên trong bạn. Khi mà bạn hòa hợp được với con người phi thường bên trong bạn thì bạn sẽ hòa hợp được với tất cả những mối quan hệ xung quanh của bạn, kể cả cái việc bạn hòa hợp được với tiền bạc của mình luôn. Và khi mà bạn khai thông được cái con người phi thường bên trong của mình và hòa hợp được các mối quan hệ xung quanh thì tự nhiên tiền nó sẽ tự khắc nó chảy về trong tài khoản của bạn luôn. Bởi vì tiền nó đến từ đâu? Tiền nó đến từ người khác, nó đến từ kinh doanh, nó đến từ việc bạn làm việc. Và thói quen thứ sáu là bạn phải duy trì được cái cảm xúc biết ơn xuyên suốt trong một khoảng cái thời gian dài, cả ngày luôn, cả tháng luôn, cả năm luôn, hoặc là cả cuộc đời. Nếu như bạn làm được 6 thói quen ở trên đây thì đó là một cái bước khởi đầu tốt nhất để giúp cho bạn có thể là chuyển từ cái túi tiền xẹp lép trở nên căn phòng và bạn đưa cái cuộc sống của bạn từ lúc bần cùng trở thành dư dả và thịnh vượng hạnh phúc. Và không có một người nào tự do tài chính mà không phải đi qua những thói quen này cả. Hiện tại thì trong chương trình 20 giờ tối môi trường doanh nhân Kiến Quốc Group đang có chương trình để giúp cho bạn có thể là hiểu rõ hơn, giúp cho bạn có thể là ứng dụng được hiệu quả hơn, giúp cho bạn có thể là có được cái sự kỷ luật hơn, giúp cho bạn có thể là có được cái sự tập trung hơn và giúp cho bạn có thể là đưa bạn đến cái đích tự do của tài chính. Nếu như ngày hôm nay bạn mong muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn hãy làm thêm một bước nữa, đó là nhấn vào nút tham gia vào nhóm học tập của My sẽ hỗ trợ cho bạn và gửi tặng cho bạn một tấm vé tham dự chương trình kiến tạo cuộc đời thịnh vượng của môi trường doanh nhân Kiến Quốc Group và hoàn toàn không mất phí bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video của My.